bất kể là ai đều cần phải bị truy cứu trách nhiệm pháp luật. Ba là thế lực bên ngoài cần phải chấm dứt can thiệp công việc Hồng Kông. Tôi muốn tái khẳng định, Hồng Kông là Hồng Kông của Trung Quốc. Công việc Hồng Kông quyết không cho phép nước nào nhúng tay vào. Trung Quốc khuyến cáo các thế lực nước ngoài cần phải tôn trọng chủ quyền và an ninh của Trung Quốc, lập tức chấm dứt can thiệp công việc Hồng Kông và công việc nội bộ của Trung Quốc dưới bất kỳ hình thức nào, lập tức chấm dứt dung túng hành động phạm tội bạo lực, không nên phán đoán sai lầm tình hình, trượt xa trên con đường sai lầm, nếu không tất sẽ vấp đá về chân mình. Bốn là truyền thông cần phải gánh vác trách nhiệm xã hội của mình. Có thể nói, truyền thông phương Tây có trách nhiệm không thể chối bỏ đối với tình hình hiện nay của Hồng Kông. Mong truyền thông phương Tây phản tình ảnh hưởng xã hội về hành vi của mình, gánh vác trách nhiệm xã hội của mình, đưa tin về Hồng Kông một cách công bằng và khách quan. Không nên tô hồng cho phần tử bạo lực cực đoan, không nên đổ thêm dầu vào lửa cho tình hình hỗn loạn ở Hồng Kông, tạo dựng môi trường dư luận tốt đẹp cho kết thúc tình hình hỗn loạn ở Hồng Kông một cách bình ổn, có trật tự. Đại sứ Lưu Hiểu Minh còn chân thành mong nhân sĩ, trí thức các giới ở Anh nhận biết rõ đại cục, làm nhiều việc có lợi cho sự phồn vinh và ổn định của Hồng Kông, ngăn chặn và phản đối bất kỳ ngôn luận và hành vi nào can thiệp vào công việc và phá hoại nền pháp trị của Hồng Kông. Hơn 10 hãng truyền thông nước ngoài như BBC, CNN, Reuters và hơn 10 cơ quan truyền thông Trung Quốc như Tân Hoa Xã và Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc đã tham dự buổi họp báo. Theo Tân Hoa Xã, ngày 16 tháng 8, Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc công bố sách trắng công tác giáo dục đào tạo kỹ năng nghề nghiệp của Tân Cương. Sách trắng cho biết, từ một thời kỳ Tân Cương Trung Quốc bị tổn hại bởi chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa tôn giáo cực đoan, an toàn tính mạng của nhân dân bị đe dọa nghiêm trọng. Tân Cương kiên trì trị lý cả gọn lẫn gốc, kết hợp giữa tấn công và dự phòng, thông qua thành lập trung tâm giáo dục đào tạo kỹ năng nghề nghiệp theo pháp luật, triển khai công tác giáo dục đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, dốc sức xóa bỏ môi trường và điều kiện sinh sôi nảy nở và lây lan của chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa tôn giáo cực đoan, lan tràn hiệu quả, hoạt động khủng bố diễn ra nhiều và thường xuyên, đảm bảo tối đa các quyền cơ bản như quyền sống, quyền sức khỏe, quyền phát triển của nhân dân các dân tộc, giành được thắng lợi mang tính giai đoạn quan trọng trong đấu tranh chống khủng bố và loại bỏ cực đoan hóa. Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần tin. Theo hãng tin Trung Quốc, triển lãm du lịch Hội chợ triển lãm Trung Quốc ASEAN sẽ diễn ra tại Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc từ ngày 18 tháng 10. Triển lãm lần này sẽ dốc sức vào tăng cường hợp tác du lịch giữa Trung Quốc và ASEAN, tạo mặt bằng hợp tác du lịch có đặc sắc khu vực, mở cửa hướng ra thế giới. Những năm qua, hợp tác du lịch giữa Trung Quốc và ASEAN tiếp tục nóng lên. Các nước ASEAN đã trở thành điểm đến hấp dẫn du lịch nước ngoài của người dân Trung Quốc. Theo số liệu chính thức, năm 2018, số người đi lại giữa hai bên đạt 57 triệu lượt, hàng tuần có gần 4.000 chuyến bay khứ hồi giữa Trung Quốc và các nước ASEAN. Trung Quốc đã trở thành nước nguồn du khách lớn nhất của ASEAN. ASEAN đứng thứ 7 trong top 10